Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học bài số 10 trong giáo trình Read and Learn Kanji N3. Bài số 10 này có chủ đề là Kotsu, có nghĩa là giao thông. Các bạn quan sát từ chữ 465 đến chữ 480. 465 là chữ phi, có nghĩa là bay. 466 là chữ cơ. Trong từ gì nhỉ? Trong từ cơ khí, cơ giới, chỉ các loại máy móc. 467 là chữ thất, có nghĩa là mất, ví dụ như từ thất nghiệp, thất tình. 468 là chữ thiết, là chữ có nghĩa là sắt. 469 là chữ tốc, trong từ tốc độ, có nghĩa là nhanh. 470 là chữ trì, trong từ trì hoãn, trì trệ, có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là chậm trễ đúng không? 471 là chữ chú, có nghĩa là dừng lại, đỗ lại, hay dùng cho đỗ xe ấy. 472 là chữ bạc, có nghĩa là trọ lại. 473 là chữ thuyền, trong từ thuyền trưởng. 474 là chữ tọa, có nghĩa là ngồi, ví dụ trong từ gì nhỉ? Tọa đàm này. 475 là chữ tịch, có nghĩa là cái ghế. 476 là chữ đảo, là hòn đảo này. 477 là chữ lục, trong từ đại lục, lục địa. 478 là chữ cảng, trong từ không cảng hoặc là hải cảng đúng không? 479 là chữ kiều, nghĩa là cái cầu. 480 là chữ giao, trong từ giao thông. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết những cái chữ này nhá. Chúng ta có chữ đầu tiên là chữ phi. Cái chữ này này, cấu thành của nó mình cũng không hiểu tại sao nó lại hình dáng như thế này, đúng nhỉ? Đấy, cho nên là những cái chữ này thì nói thật là chúng ta cũng không thể tạo ra được câu chuyện gì, bởi vì là nó cũng không phải là hình của bộ thủ gì cả. Đấy, nó bị biến điệu rất là nhiều rồi. Do vậy cái chữ này thì thôi các bạn cố gắng có thể viết nhiều lần để nhớ nhá. Chữ này có âm cưn là thô, ví dụ trong từ thô bự là bay. Một số cái dạng mà gì nhỉ? Một số cái dạng mà từ ghép, động từ ghép, động từ phức ghép với nó đó. Ví dụ đầu tiên là thobidas là phi suốt, là nhảy ra. Thì trái với nó sẽ là từ thobikomu là phi nhập, là lao vào, nhảy vào. Tobasu là tha, động từ của từ thô bự có nghĩa là bắn hoặc là phóng. Thobiokiru là nhảy ra khỏi giường sau khi chúng ta dậy, chúng ta cái hành động mà chúng ta nhảy bật ra khỏi giường thì dùng cái từ thobi okiru này. Âm ôn đọc là hi, ví dụ từ hikoki là phi hành cơ, là máy bay. Hikojo phi hành trường, có nghĩa là đường băng nhá. Nếu sân bay, toàn bộ cái khu vực sân bay lớn thì gọi là kuko đúng nhỉ, không cảng. Thế nhưng mà cái mà đoạn để máy bay nó chạy trên đấy rồi nó cất cánh ấy, đấy gọi là hikojo, là đường băng. Về các cách dùng của động từ thô bự, động từ bay thì nhiều người nghĩ là nó chỉ dùng với nghĩa là loài động vật gì đó bay đúng không? Đấy, ví dụ như là chim hoặc là côn trùng vân vân. Thế nhưng mà thực ra thì nó không phải chỉ có mỗi như vậy. Đây là các cách dùng của nó. Đầu tiên nghĩa là bay thì là cái nghĩa phổ biến nhất. Ví dụ hachi, đây là hachi là con ong nhé. Hachi nga tonderu no miteru là nhìn con ong đang bay này. Nghĩa số 2 là bắn ra. Ví dụ orenji no shiru nga thô bự, đây là chữ shiru, đọc là shiru có nghĩa là nước cốt, nước ép. À, khi mình vắt cam ấy đúng không nhỉ, thì cái nước nó bắn ra thì có thể dùng cái chữ thô bự này nhá. Lao đến này, hoặc là gì nhỉ, hoặc là lao như bay đúng không. Ô tô ngã cô tư di cố ni atta to kite sugu ni bioin e tonde ita là nghe tin chồng đúng không, gặp cô tư di cố là gì nhỉ, nghe tin chồng bị tai nạn giao thông ấy, mà tôi lao như bay đến bệnh viện. Ở đây các bạn thấy cái từ ata nó không phải là chữ hội mà lại là chữ này. Chữ này là chữ học của N1, nhưng mà các bạn lưu ý là cái chữ này là gặp những điều không hay nhá. Đấy, gặp tai nạn, gặp sự cố, gặp những cái điều không tốt thì dùng cái này. Và nghĩa tiếp theo là bị mất này. Shiryo no peji ga tonde shimatta là cái trang tài liệu nó bị bay đi đâu mất. Đấy là cách dùng của cái từ thô bự, không phải chỉ có mỗi là chim bay rồi thì gì nhỉ? Ruồi muỗi bay vo ve, không phải. Tiếp theo chúng ta có chữ cơ. Chữ cơ ghép bởi bộ bên trái là bộ gì nhỉ? Bộ bên trái là bộ mộc, là cái cây. Bộ bên phải là chữ kỷ, trong từ gì nhỉ? Trong từ ikubu đấy, đấy. Chiếm bao nhiêu phần, hoặc là trong từ gì nhỉ? Trong từ kikangaku là trong môn hình học, nhưng mà những từ này rất là khó. Kể cả vậy cái chữ gì nhỉ? Cái chữ kỷ này chúng ta phân ra cũng rất là khó nhá. Nó sẽ gồm gì nhỉ? Nó sẽ gồm người này, bộ nhân ở dưới này. Đây là bộ gì đây? Đây là bộ qua này, giáo mác này. Và bên thằng này có hai bộ yêu đúng không? Đấy, hai bộ yêu thì ghép lại ra cái chữ đấy. Thì các bạn có thể tự tạo câu chuyện riêng cho các bạn dựa trên những cái thành phần cấu thành này. Còn xong là sau đấy các bạn sẽ ghép cái chữ kỷ này với lại chữ gì đấy? Với lại chữ mộc để tạo ra chữ cơ. Chứ còn nếu mà các bạn cứ phân tích ra từng cái như này thì rất là dài. Chúng ta có chữ cơ này đọc âm khương là hata, nhưng mà không dùng nhiều lắm. Ví dụ trong từ hata oriki là gì nhỉ? Chữ cơ, chữ trước và chữ cơ nghĩa là khung dệt vải. Âm ghép đọc là ki và dùng khá là nhiều trong tiếng Việt. Ví dụ hikoki là phi hành cơ, là máy bay. Kikai là cơ hội. Sentakuki là tẩy trà cơ, là máy giặt.
Kikai đồng âm với lại cơ hội là chữ cơ với giới, có nghĩa là máy móc. Kino là cơ năng, là chức năng. Kikan là cơ quan. Kiki là nguy cơ. Jiki là thời cơ. Về phần kanji tương tự, ví dụ đây là cái phần bên phải của cái chữ cơ này. Cái chữ này là chữ kỷ, đúng nhỉ? Nó đọc là iku trong từ. Ví dụ ikubu nhá. Các bạn thấy này đấy, đọc là ikubu. Hoặc là gì nhỉ? Hoặc là trong từ nãy mình vừa nói là trong cái môn hình học ấy, chúng ta có môn môn toán, môn đại số là môn gì nhỉ? Là môn sư Nga cự đúng không? Thì môn hình học sẽ là Kika Nga cự. Đấy. Kỷ Hà học đúng nhỉ? Kika Nga cự. Tiếp theo chúng ta có đây là chữ giới, cũng khá giống đúng nhỉ? Cũng cùng chung cái phần này. Đây nó khác khác một chút, chữ chữ giới nó đỡ phức tạp hơn, nhưng mà thực ra là nhìn cũng na ná nhau. Thì giới này trong từ gì đây? Trong từ cơ giới này. Kikai chúng ta vừa mới có ở bên kia. Hay là trong từ gì nhỉ? Trong từ khí giới. Cũng là chữ khí nhá. Đây. Khí giới đấy. Tiếp theo, các bạn có chữ thất. Chữ thất nó khá là giống chữ phu đúng không? Là chồng xong là có thêm một cái nét phẩy này. Thì chữ phu chữ thất này có âm khương là Ushina, ví dụ trong từ Ushina có nghĩa là mất hoặc là thua. Âm ôn đọc là Shitsu hoặc là chữ Shi có âm ngắt. Ví dụ Shitsugyo là thất nghiệp. Shitsure là thất lễ. Tính từ đuôi na, Shippai thất bại. Shitsuren là thất luyến, có nghĩa thất tình. Người ta không ghép chữ thất với chữ tình, không đọc là Shitsujo đâu các bạn nhé. Đấy, người ta lại ghép thất với luyến đọc là Shitsuren. Shitsubo là thất với vọng. Shishin là thất thần, nghĩa là ngất xỉu hôn mê. Đấy là những cái gì nhỉ? Những cái từ vựng mà đi kèm với thất. Về kanji tương tự, chúng ta sẽ thấy có nhiều chữ cái hình dáng nó cũng na ná cái tựa tựa cái chữ thất này đúng không? Ví dụ đây chúng ta có đây là chữ vị. Đúng nhỉ, chữ vị. Âm cương của nó là mada. Mada, cái ngữ pháp mada là chưa ấy, đúng nhỉ? Mada teinai ấy, là chưa làm gì đó ấy. Thì chính là chữ vị này nhá, nhưng mà ít khi người ta dùng kanji. Bởi vì là dùng kanji mà thay được cho mỗi chữ này mà lại còn nó không làm bật cái tính chất ngữ pháp, người ta không dùng. Vị trong misenen, vị thành niên. Có nghĩa là người gì nhỉ? Người chưa trưởng thành, người chưa thành niên. Đây là chữ thỉ, là mũi tên, đọc là ya. Đọc là ya nhá, âm cun. Âm ôn đọc là si nhưng mà thôi không cần quan tâm đến. Đây là phu này. Đọc là ô tổ đúng không? Có nghĩa là chồng. Ô tổ. Còn ghép âm đọc là gì nhỉ? Đó là phư, ví dụ trong từ Phujin. Đúng không nhỉ? Phu nhân. Người phụ nữ đã có chồng ấy. Đây là chữ chu, nhìn cũng na ná đâu, kéo cái này dài xuống một tí nữa. Chu này có nghĩa là màu đỏ đậm, đọc là siêu. Siêu nhá. Đấy, nhưng mà cái chữ này thì chúng ta sẽ học ở phần kanji N1. Tiếp theo, các bạn có chữ thiết. Chữ thiết ghép bởi phần bên trái là bộ kim. Bộ này là bộ kim, tượng trưng cho kim loại hoặc là vàng. Bộ này là bộ chữ này là chữ thất đúng không? Là mất. Vậy thì chúng ta có thể nhớ là dẫu vàng thất thu thì vẫn còn sắt đúng không nhỉ? Dẫu vàng thất thu thì vẫn còn sắt mà. Đấy, kiểu đi đào mỏ ấy. Vàng không thu được mấy nhưng mà thất thu thì vẫn còn có sắt. Không đói đúng không? Âm cương nó không có, âm ôn đọc là tê tự hoặc là chữ T có âm ngát. Ví dụ Chikatetsu có nghĩa là địa hạ thiết, là tàu điện ngầm này. Tetsu là sắt. Tetsudo là thiết đạo, là đường sắt. Shitetsu là tư thiết, là đường sắt tư nhân. Teppanyaki là thiết bảng thiêu, là nướng trên tấm sắt. Chúng ta có chữ teppan ấy là cái chữ Hán là chữ thiết với chữ bảng nhá, là cái tấm sắt đúng nhỉ? Yaki đây là chữ nướng, đây có nghĩa là ăn ăn đồ nướng mà nướng trên tấm sắt. Tekin concreto đúng nhỉ? Tekin chúng ta có đây là thiết và cân, cân là gân đúng nhỉ? Gân sắt, concreto là bê tông, vậy thì đây có nghĩa là bê tông cốt thép. Về kanji tương tự chúng ta có đây là chữ kim đúng không? Kim là vàng đúng nhỉ? Đây là chữ ngân ghép bởi bộ gì đây? Bộ bộ kim và chữ bộ cấn ở bên tay trái đúng không nhỉ? Đọc là gin, ví dụ trong từ gì đây? À, bộ cấn ở bên tay phải chứ. Ví dụ như là trong từ ginkgo đúng không? Là ngân hàng này, hay là ginga là ngân hà này. Đây là chữ thiết của chúng ta nhé. Đây là chữ duyên đúng nhỉ? Có nghĩa là chì trong từ empty. Đây ví dụ các bạn quan sát cái chữ empty nhá. Ở đây
Mình lại viết thừa chữ thiết đúng nhỉ? Chữ thiết thì đương nhiên là cái chữ này rồi. Ambit. Đấy. Bút chì của chúng ta đằng sau là chữ bút, đằng trước là chữ duyên ấy, duyên là chì và bút là bút. Vậy thì ambit là bút chì. Cái này có thể là thay bằng cái chữ đồng đi, đúng nhỉ? Đô này. Đây, chữ đồng đây. Bên tay trái là bộ kim và bên tay phải là bộ gì đấy? Bộ đồng, đọc là đô rồ. Đô rồ. Tiếp theo, chúng ta có chữ tốc. Chữ tốc ghép bởi phần bên phần này đúng nhỉ? Cái này nó cũng khó phân định là phần trái hay phải. Đây là bộ bộ gì nhỉ? Đây là bộ bộ thúc đúng không? Có nghĩa là bó này. Đây là bộ gì nhỉ? Đây là bộ xước là con đường. Vậy thì chúng ta có thể nhớ theo cách là bó hoa này đúng nhỉ? Hãy chuyển bằng đường cao tốc đúng không? Đây là bó đúng không nhỉ? Thúc là bó này. Bó hoa này ấy, hãy chuyển bằng đường đường. Đây là đường nhá. Đường cao tốc. Thì đây là chữ tốc. Âm cư nó đọc là haya hoặc là sumi. Ví dụ hayai là nhanh, sumiyaka là nhanh nhẹn nhanh chóng, thì cái này chúng ta sẽ học ở phần từ vựng những cái cấp cao hơn. Âm ôn đọc là soku, ví dụ từ sasoku là tảo tốc, nghĩa là ngay lập tức nhanh chóng. Sokutatsu là tốc đạt, nghĩa là gửi hỏa tốc gửi nhanh. Kaisoku densha là khoái tốc điện xa, nghĩa là tàu điện siêu tốc. Kosoku doro là cao tốc đạo lộ không phải là đại lộ nhé, cái này bị sai, đánh sai. Nghĩa là đường cao tốc này. Số cư độ là tốc độ giống như từ speed độ. Đấy, đấy là một số từ đi kèm với lại chữ tốc. Thì về thông tin bổ sung ấy, chúng ta sẽ có hai từ đồng âm là hayai nhưng nghĩa khác nhau. Thứ nhất là từ hayai này do chữ gì nhỉ? Do chữ tảo đúng không? Tạo thành. Nó mang nghĩa là sớm về mặt thời gian, còn chữ hayai này là chữ tốc mang nghĩa là nhanh về mặt tốc độ. Ví dụ hayaku okite kudasai. Khi nói thì nó giống nhau nhưng mà khi viết thì các bạn phải viết cái này bằng chữ gì nhỉ? Bằng chữ tảo nhá. Còn nếu mà muốn an toàn thì viết bằng hiragana đúng nhỉ? Đấy. Chúng ta có rất là nhiều trường hợp ấy, chúng ta không biết là dùng cách nào thì đúng thì các bạn cứ dùng hiragana. Tất nhiên là như vậy thì nó sẽ không được hay lắm đúng không? Tiếp theo chúng ta có chữ, đây là chữ chì. Chữ chì này. Chữ chì ghép bởi gì nhỉ? Bộ này là bộ thi đúng không? Bộ thi là xác chết trong từ cương thi ấy. Cương thi là cái con ma ở Trung Quốc đúng không? Đây là gì đấy? Đây là bộ gì nhỉ? Bộ dương. Bộ dương có nghĩa là con cừu. Ở dưới này là bộ xước là con đường. Vậy thì chúng ta có thể chế theo cách đây là con cừu chở cái cương thi đúng không? Đây là con cừu nhá, nó chở con cương thi nhá đúng không? Con cừu nó chở cái cương thi này trên đường chậm chậm. Đây là đường này, tính trì hoãn chăng, chắc là con cừu này có ý đồ gì đấy nên nó mới đi chậm như vậy. Âm cư đọc là oso hoặc là oku, ví dụ trong từ osoi có nghĩa là chậm, trễ hoặc lỡ. Okureru có nghĩa là đến muộn. Okure là sự chậm trễ. Nori okure là lỡ, nhỡ tàu xe. Âm ôn đọc là chi, ví dụ trong từ chi quốc cử sự là chỉ khác là đến muộn. Ngoài ra thì còn có từ khác, ví dụ như trong từ chi trễ này, chi tai. Đây, chi tai sự nhá. Lấy ví dụ thiếu mất từ này. Có nghĩa là trì trệ, chậm trễ. Về kanji tương tự, chúng ta có chữ này là chữ đạt. Đúng nhỉ? Cũng gần gần giống ở trên. Nó thay mỗi cái bộ gì nhỉ? Thay mỗi cái bộ thi này bằng bộ thổ. Đúng không? Đạt này đọc là gì nhỉ? Đọc là tachi hoặc tatsu. Ví dụ trong từ tomodachi. Tomodachi nhá. Thì cái chữ đạt nó sẽ đọc là dachi. Hơi đặc biệt một chút. Còn trường hợp khác nó đọc là tachi. Ví dụ trong từ watashi tachi chẳng hạn. Watashi tachi này. Đấy, watashi tachi. Và nhiều trường hợp đọc là tatsu, ví dụ từ hatatsu. Hatatsu. Và đương nhiên ấy là nó sẽ làm sao đây? Nó sẽ biến thành chữ tat và âm ngát khi mà nó cho cái chữ đạt này đằng trước nhiều từ đúng không? Ví dụ trong từ các bạn có chữ tase nhá. Tase, chữ đạt và chữ thành có nghĩa là không phải là thành đạt đâu mà là đạt được cái gì đó. Tiếp theo các bạn có chữ chú. Chữ chú ghép bởi bộ mã là con ngựa. Và bên này là chữ chủ thì câu chuyện là ngựa của chủ đang ở khu đồn trú đúng không? Con ngựa này của chủ nhân này đang ở khu đồn trú, chú này trong từ đồn trú này. Nhưng mà đồn trú là cái từ ngày xưa người ta dùng thôi, bây giờ người ta ít dùng hơn. Chữ này không có âm cương thường dụng, âm ôn đọc là chư, ví dụ trong từ chư xa. Chư xa sư là
Chú xa là đỗ xe, đậu xe. Chư xa giờ là gì nhỉ? Chú xa trường là bãi đỗ xe ô tô. Đấy. Chư đin giờ là gì nhỉ? Chú luân trường là bãi gửi xe đạp. Chư nichi tai chi, chú Nhật đại sứ, nghĩa là đại sứ thường trú tại Nhật. Về kanji tương tự, các bạn sẽ có một số kanji mà nó có cái bộ gì đây nhỉ? Nó có cái bộ chủ này nhá. Đấy, một số kanji có chứa bộ chủ. Ví dụ chúng ta có đây là chữ chú là sống hoặc cư trú, đọc là sư trong từ sư mự chẳng hạn, hoặc trong từ gì đấy, trong từ địa chỉ này, jūshō, có trường âm đúng không? Jūshō. Đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ chú, nhưng mà thay cái bộ đấy, bạn bộ nhân này bằng bộ thủy là nước thì được chữ chú nghĩa là rót, đọc là sô sô ngự. Sô sô ngự có nghĩa là rót này. Ví dụ rót rượu, rót bia ấy, rót nước của cốc. Âm khẽ đọc là chư, các bạn gặp từ này nhiều rồi, ví dụ chư này. Chú ý hay là chư gì đây? Chư môn. Đặt hàng nhá. Tiếp theo đây là chữ trụ, các bạn sẽ học ở phần tập 2. Đọc là hashira âm cun. Hoặc ghép âm trong từ đen chư chẳng hạn, điện trụ đúng nhỉ, cái trụ điện, cái cột điện. Đây là chữ gì? Đây là chữ vãng. Nó gì nhỉ? Nó thay cái bộ mã này bằng bộ gì đây nhỉ? Bằng bộ bộ xích đúng không? Vãng là trong từ vãng lai, ô đai. Đấy. Tiếp theo chúng ta có chữ bạc. Chữ bạc này ghép bởi phần bên trái là bộ thủy là nước, phần bên phải là chữ bạch, có nghĩa là trắng. Vậy thì có thể nhớ theo cách là nước phải trắng thì mới chọn lại đúng nhỉ? Ví dụ mình đi du lịch ấy, mình bảo là nước ở đây phải trắng thì chúng tôi mới chọn lại, chứ còn đục thì chúng ta không có ở lại. Thực ra phải là trong đúng không? Đấy, nước phải trong trắng thì mới chọn lại, mới ở lại. Âm khương yomi là thô, ví dụ động từ thô maru là chọn lại, đỗ lại, tự động từ nhá. Ví dụ các bạn tự các bạn ở lại, các bạn chọn lại, các bạn nghỉ lại qua đêm thì dùng cái chữ thomaru này. Còn thomeru là các bạn giữ ai đó ở lại, chọn lại nhà bạn đấy. Còn phải có sự tác động. Âm ôn đọc là haku hoặc là paku tùy trường hợp. Ví dụ nihaku mika đúng nhỉ? Nihaku mika có nghĩa là nhị bạc tam nhật, là gì đây? Là chọn 3 ngày 2 đêm. Ipaku suru là nhất bạc, nghĩa là chọn qua đêm đúng nhỉ? Chữ nhất với chữ bạc là chọn qua đêm một đêm nhá. Shukuhaku là túc bạc, là sự ngủ trọ, ngủ lại. Một số kanji bộ bạch này, ví dụ đây là chữ đích, chúng ta học bài hôm trước rồi, đọc là gì nhỉ? Âm cương đọc là mato, là cái đích, cái bia ngắm bắn đấy đúng không, cái đích đấy. Còn ghép âm đọc là gì? Teki, ví dụ một cư teki này, một cư teki. Đây là chữ tuyền, học cả phần kanji N2. Nó là gì nhỉ? Nó ghép bởi bộ bạch ở trên và bộ thủy ở dưới, nước trắng ở suối đúng không nhỉ? Tuyền này trong từ trong tiếng Việt mình có cái từ hoàng tuyền ấy, suối vàng ấy đúng không? Xuống suối vàng ấy. Tuyền này đọc là izumi. Đấy, còn ghép âm đọc là sen, ví dụ trong từ cô sen nhá. Khoáng tuyền. Khoáng trong từ nước khoáng đúng không? Tuyền là suối, vậy thì đây là chính là suối nước khoáng. Đây là chữ bác, chữ bá đúng nhỉ? Đấy, đọc là gì nhỉ? Đọc là đây, bạn thấy này, oji sằng của chúng ta chính là cái chữ này đấy. Bác bá, nhiều vùng đọc là vậy đúng không? Cái từ này nó đọc đặc biệt nhá. Oji. Tiếp theo đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ bách. Chữ bách này ghép bởi bộ bộ bạch và chữ gì? Và chữ xước là con đường trong từ semaru. Semaru chứ, xin lỗi, không phải semeru. Đấy, áp sát tiến đến. Ví dụ xem từ cấp bách xem có nhá. Kyuhaku. Các bạn thấy chưa? Cấp bách này. Có cấp bách Kyuhaku. Đấy là một số từ của bộ bạch. Tiếp theo chúng ta có chữ thuyền. Chữ thuyền ghép bởi phần bên trái là bộ chu, là cái thuyền, bản thân đã là thuyền rồi nhưng mà thuyền này là thuyền nhỏ, thuyền thuyền nó mang tính chất là thô sơ ấy. Phần bên phải là bộ gì nhỉ? Phần bên phải là bộ bát, là tám, với lại đây là khẩu đúng không? Vậy thì có thể nhớ theo cách là thuyền, cái thuyền nhỏ mà xin lỗi, không phải cái thuyền nhỏ, cái thuyền mà chở được 8 đúng không? 8 nhân khẩu thì ắt phải là cái thuyền lớn, thì cái thuyền này thì lớn hơn là cái từ, cái chữ này đứng một mình nhá, chữ này đứng một mình là bộ, là chữ chu và cũng là bộ chu, nghĩa là cái thuyền nhưng mà thuyền nhỏ, thuyền thô sơ. Còn cái thuyền này là cái thuyền lớn hơn. Âm cương đọc là hune hoặc là huna tùy trường hợp. Ví dụ trong từ hune là con thuyền,
Hunabin là thuyền tiện, nghĩa là gửi hàng bằng đường biển. Hunatabi là thuyền lữ, là du lịch bằng thuyền. Âm ôn đọc là sen, ví dụ trong từ Hư-sen là phong thuyền, là khí cầu này, hoặc là bóng bay. Kekusen là khách thuyền, là khách đi thuyền. Senjo là thuyền trưởng. Jo-sen là tạo thuyền, nghĩa là việc đóng thuyền. Về kanji tương tự, chúng ta thấy đây là chữ hàng trong từ hàng không, đúng không? Koku bin, đúng nhỉ? Các bạn có nhớ hàng không tiện không? Gửi bằng đường hàng không ấy. Koku bin. Đây là chữ bàn, có nghĩa là chung chung tổng quát. Ví dụ các bạn có chữ ipang ấy, đúng nhỉ? Ipang là gì nhỉ? Ipang là thông thường. Rồi tiếp theo chúng ta sang chữ tọa. Chữ tọa ghép bởi bộ gì nhỉ? Chữ tọa ghép bởi bộ bộ nghiễm. Đây bộ nghiễm đây là mái nhà này, đây là hai nhân hai người, và đây là gì đấy? Đây là thổ, là đất. Vậy có thể nhớ theo cách là dưới mái nhà có hai người ngồi đất tọa đàm, đúng không? Dưới mái nhà nhá, có hai người nhá, ngồi đất tọa đàm, ngồi dưới đất tọa đàm. Âm cương đọc là sua trong từ suaru, nghĩa là ngồi. Âm ôn đọc là ra trong từ khô, ra là khẩu tọa, nghĩa là tài khoản. Jasiki là tọa tịch, nghĩa là chỗ ngồi. Ra bình thường cái chữ này nếu mà bỏ chữ tọa đi thì đọc là futon, đúng không? Futon đấy là cái đệm, đúng nhỉ? Thế nhưng mà thêm cái chữ ra đằng trước thì nó sẽ bị biến âm thành butong. Ra butong nghĩa là tọa bố đàm, tọa bố đoàn là cái đệm ngồi. Ra đăng cai là tọa đàm hội, là hội nghị bàn tròn, hội nghị bàn bạc về vấn đề gì đó. Ra siki là tọa phu, là phòng khách trải chiếu nhá, bởi vì là khi đấy trải chiếu xuống và mình sẽ ngồi xuống, chứ không phải là mình, tức là mình ngồi cái kiểu ngồi bệt ấy, chứ không phải là mình thông thường là sẽ là ngồi 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 trực tiếp xuống sàn, chứ không phải là ngồi trên ghế. Chúng ta có thông tin bổ sung ấy thì tôn kính ngữ của suaru sẽ là kakeru. Ví dụ trong từ bình thường mình nói là ngồi đi mình cứ nói là suate, đúng không? Thế nhưng mà nói với khách hàng ấy, nói với lại người trên, cấp trên hẳn của mình lịch sự, thì mình sẽ không dùng cái từ suaru đấy. Mình sẽ nói là ví dụ như là mời khách ngồi, mình sẽ nói là okekusama dozo okakekudasai, đúng không? Tiếp theo này, chữ tịch. Chúng ta có chữ tịch ghép bởi bộ gì nhỉ? Bộ nghiễm là mái nhà này. Dưới là bộ gì đây? Dưới phân tích ra thì nó sẽ là bộ bộ gì nhỉ? Bộ thảo này, đây bộ thảo đây. Bộ nhất, và dưới là cái bộ cân. Đấy, thôi, cái chữ này chúng ta cũng không tạo được câu chuyện, bởi vì nó sẽ rất là khó. Cấu kiện nó tạo ra nhiều thứ và nó cũng không hay. Âm cương là không có âm cương thường dụng. Âm ôn đọc là seki, ví dụ trong từ seki là chỗ ngồi. Seki là xuất tịch, là tham dự. Kuseki là không tịch, là phòng trống, ghế trống. Ghế trống thì đúng hơn phòng trống nhá. Keseki là khuyết tịch, có nghĩa là vắng mặt. Kyakuseki là khách tịch, có nghĩa là chỗ ngồi của khách. Chakuseki, đúng nhỉ, chakuseki sư rự là ngồi vào chỗ. Về kanji tương tự, chúng ta sẽ có một số chữ na ná giống với chữ này. Ví dụ đây là chữ độ. Chữ độ, đúng nhỉ? Đấy. Chữ độ chúng ta học rồi, đúng không? Ví dụ trong từ khôn độ. Đúng nhỉ, khôn độ là lần này này. Hay là gì đấy? Hay là ôn độ. Đúng nhỉ, ôn độ là gì nhỉ? Nhiệt độ, đúng không? Người ta không ghép chữ nhiệt với độ là đọc là nệt sư độ đâu các bạn nhá. Có thể là xuất tồn tại cái từ đấy, thế nhưng mà người ta sẽ không dùng cái từ đấy mấy. Hay là thái độ này. Thái độ, đúng không? Thái độ. Tiếp theo chúng ta có chữ chữ bố, cũng na ná giống chữ này, đúng không? Đấy, chữ bố này là nghĩa là vải, đọc là nuno. Nuno này. Hoặc trong từ phân bố, đúng nhỉ? Bum bu. Đấy. Tiếp theo chúng ta sang chữ đảo. Chữ đảo ghép bởi bộ gì các bạn? Chữ đảo ghép bởi bộ bộ gì nhỉ? Bộ điểu là con chim, và đây là bộ gì đây? Đây là bộ sơn, là núi. Thì có thể chế theo cách là con chim đậu trên ngọn núi ngoài đảo xa, đúng không? Con chim nhá, đậu trên ngọn núi ngoài đảo xa. Thực ra ngày xưa ấy, cái chữ
cái chữ đảo của chúng ta ấy, nó là như thế này này. Nó là cái chữ núi nhá. Chữ núi đấy, chữ Tori. Đây không viết được chữ đảo thì dưới dạng phồn thể đây mình thử viết xem có được không nhá. Ví dụ Sima này. Chắc nó chỉ ra giản thể, nó chỉ ra cái dạng giản thể. À đây đây, được. Ngày xưa này nó viết như thế này này các bạn này, nó là chữ sơn với lại con chim mản hoi, thế nhưng về sau nó giản thể bằng cách là cho luôn cái bộ sơn xuống dưới này đúng nhá. Xuống cái thay chỗ bốn cái chân của con chim này. Đấy, đây là chữ phồn thể. Âm cương đọc là Sima, với trong từ Sima là hòn đảo này, Shimaguni là đảo quốc, nghĩa là quốc đảo. Và đôi khi đọc là Jima, ví dụ như là trong tiếng Nhật ấy có từ Nakajima đúng nhỉ, anh Nakajima ấy. Đấy, Nakajima-san nhá, đọc là Nakajima. Âm ô đọc là thô, ví dụ từ Hanto là bán đảo, Deto là chữ gì nhỉ, chữ liệt, chữ đảo nghĩa là quần đảo, Thomin là đảo dân nghĩa là dân trên đảo, Mujinto là vô nhân đảo có nghĩa là đảo hoang. Về kanji tương tự chúng ta có đây là chữ điểu đọc là gì nhỉ, đọc là Tori rồi. Cái này đơn giản các bạn học từ N5 rồi, nhưng mà một chữ cũng na ná đấy và cũng rất là khó nhớ. Các bạn thấy chữ điểu và chữ ô, đây là chữ ô, nó chỉ cần các bạn thêm một nét gạch ngang ở trong cái phần trên cùng của cái chữ này đúng không nhỉ, thì được chữ điểu đấy. Ô này là con quạ đọc là Karas nhá. Đấy, Karas, con quạ. Tiếp theo chúng ta có chữ lục này. Chữ lục ghép bởi phần bên phải, xin lỗi, phần bên trái là bộ gì nhỉ? Bộ phụ nghĩa là gò đồi. Phần bên trái ghép bởi bộ gì đây? Bộ bộ thổ này, dưới là nhân đi này và dưới cùng là thổ. Vậy có thể nhớ theo cách là có một đứa bê tha này, nó chạy qua một khu đất, nó chạy tiếp qua một khu đất nữa và cuối cùng mới đến được đại lục đúng không? Câu chuyện nó cũng hơi linh tinh nhưng mà thôi, có thể là các bạn tham khảo nhé hoặc các bạn tự viết theo cách của các bạn. Âm cương là không có âm cương thường dụng. Âm ôn đọc là đi cự, ví dụ từ thai đi cự là đại lục có nghĩa là lục địa, đi cự là mặt đất đất liền, che cứ đi cự là trước lục có nghĩa là hạ cánh, giờ đi cự là thượng lục là lên bờ, nhưng mà đảo lại là đi cư giờ là ở trên bờ được chưa. Lên bờ và ở trên bờ nó khác nhau, một cái là hành động, một cái là gì nhỉ, cái trạng thái. Đi cư gương là lục quân. Về kanji tương tự chúng ta có đây là chữ bệ đúng không, chữ bệ trong từ bệ hạ, nó giống khá là giống chữ này, nó thay mỗi cái bộ gì nhỉ, nó thay mỗi cái bộ bằng cái bộ trên cùng này bằng bộ tỷ đúng không nhỉ. Ví dụ trong từ bệ hạ đọc là hê cờ, nhưng mà chúng ta thì chắc là chả mấy khi dùng đến cái chữ này, may ra trong nói chuyện về anime phim ảnh các thứ. Đây là chữ long nghĩa là phồn thịnh, rồi cái chữ này thì ghép bởi bộ phụ này, bộ truy này và dưới là bộ sinh, nhìn cũng na ná giống, nhưng mà chữ này thì chúng ta sẽ học sau. Tiếp theo đây là chữ cảng. Chữ cảng ghép bởi bộ gì nhỉ, bộ thủy là nước, bộ đây là bộ cộng và dưới cùng là bộ kỷ. Câu chuyện là nước của cộng đồng giúp đứa tự kỷ đến được cảng đúng không, có một đứa tự kỷ nó bị nó tìm đường đến cảng để làm gì đấy đúng không nhỉ. Thế nhưng mà nó khát nước nên là nó nằm có thể là chờ chết đấy, thế nhưng mà rất là may có gì nhỉ, có được nước của cộng đồng quyên góp cho nó nên là nó đã đến được cảng. Câu chuyện là như vậy nhá. Âm cương đọc là Minato, ví dụ trong từ Minato là bến cảng, Minatomachi là cảng đinh nghĩa là thành phố cảng. Âm ôn đọc là cô, ví dụ trong từ Kuko là không cảng là sân bay, Kobeko là thần hộ cảng nghĩa là cảng Kobe. Thông tin bổ sung này về thành phố cảng Kobe nhé. Kobe là một thành phố quốc gia của Nhật Bản ở vùng Kinki nằm trên đảo Honshu. Kobe là trung tâm hành chính của tỉnh Hyogo và là một trong những cảng biển chính ở Nhật cùng với Yokohama, Osaka, Nagoya, Fukuoka và Tokyo. Nói đến Kobe chắc mọi người sẽ luôn hình dung là món thịt bò rất là nổi tiếng đúng không? Có giá lên tới vài triệu trên 100 gram. Đấy, mình được nghe là có khi là nếu mà cái loại đắt là phải đến 2 man trên 100 gram, tức là khoảng 4 triệu. Tiếp theo chúng ta có chữ kiều. Chữ kiều ghép bởi phần bên trái là bộ mộc là cái cây, phần bên phải nó gần giống chữ cao đúng không nhỉ, gần giống chữ cao thế nhưng mà nó cũng không hẳn hoàn toàn là cao mà nó ghép bởi phần trên là chữ gì đấy, phần trên là chữ thiên là trời và phần dưới là chữ cao tổng hợp lại với nhau. Có thể nhớ theo cách là cây trên trời cao dùng để làm cầu đúng không, đấy, đây là cây này, đây là thiên là trời này, dưới là cao nhá, cây trên trời cao dùng để làm cầu. Thì âm cương đọc là Hashi hoặc là Bashi, ví dụ trong từ Hashi là gì nhỉ, Hashi là cây cầu,
Tsuribashi là điếu kiều, là cầu treo. Âm ôn là kyo, ví dụ trong từ taikyo, thiết kiều là cầu sắt, cầu thép. Hodo kyo, bộ đạo kiều là cầu đi bộ. Về kanji tương tự, chúng ta có chữ này là chữ cảo. Đúng nha, có nghĩa là bàn thảo. Nó ghép bởi bộ bộ gì nhỉ? Bộ hòa là cây lúa và bộ cao ở bên tay phải. Ví dụ các bạn có từ genko. Chữ nguyên với chữ cảo nhá. Đọc là genko. Hay các bạn có chữ toko. Đúng nha. À, genko này là bản thảo, bản nháp. Toko là chữ đầu với chữ cảo, chính là cái việc đăng bài ấy. Các bạn đăng bài trên Facebook ấy, thì dùng chữ toko này, được chưa? Tiếp theo chữ cuối cùng của bài hôm nay, đây là chữ giao. Chữ giao, nếu mà phân tích bộ thì nó ghép bởi bộ gì? Nó ghép bởi bộ đầu, đúng nhỉ? Bộ đầu đây. Dưới là bộ phụ, đúng không? Đấy. Đầu và phụ nhá. Âm cương đọc là ma, maji hoặc là ca. Ví dụ, majiru là lẫn vào nhau, majaru là được trộn, majeru là tha động từ của majaru, có nghĩa là trộn, kawasu là trao nhau. Thì mấy cái này các bạn sẽ được học ở những phần từ vựng chi tiết hơn. Âm ôn đọc là ko, ví dụ trong từ koban là giao phiên, là sở cảnh sát, bốt cảnh sát. Kosaten là giao sai điểm, là ngã tư. Kotsujiko, giao thông sự cố, là tai nạn giao thông, thì từ kotsu là giao thông. Gaiko cần, ngoại giao quan, là nhà ngoại giao này. Cô cần là giao hoán, nghĩa là trao đổi. Shako tekina là xã giao đích, là mang tính xã giao. Và kodyu là giao lưu, nghĩa là giao lưu luôn. Về phần thông tin bổ sung, chúng ta sẽ có này, các cách đọc bên này, đúng nhỉ? Majiru, majaru, majeru ấy, lần lượt tồn tại từng cặp từ sau nhá. Đây, majiru, đúng nhỉ? Majiru này, majaru, majaru, majeru, majeru, có hai cách viết. Thậm chí nếu mà liệt kê thêm thì có chữ tạp nữa, nhưng mà ít khi người ta, rất ít khi người ta dùng, nên là chúng ta nói đến hai này trước. Thì đây là chữ hỗn, đúng không các bạn? Chữ hỗn này sẽ học ở phần kanji N2. Và đây là chữ giao. Thì nếu chúng ta dùng chữ giao ấy thì thể hiện việc hai thứ nó không bị hòa lẫn vào nhau. Ví dụ, okome ni mame o majete taita, có nghĩa là trộn đậu vào gạo và nấu cơm. Thì đương nhiên là khi mà trộn lẫn khi gì đấy, khi nấu thành cơm rồi, vẫn có thể nhặt ra, vẫn có thể tách được hai thứ ra khỏi nhau riêng biệt, đúng không? Thế nhưng mà nếu chúng ta dùng chữ hỗn ấy, thể hiện việc hai thứ bị hòa lẫn vào nhau. Ví dụ, kiiro to ao majeru to midori ni naru, trộn màu vàng và màu lam, màu xanh lam sẽ được màu xanh lục. Thì khi mà đã trộn hai cái màu này vào nhau thì không thể nào mà tách ra được thành hai màu còn lại ban đầu, đúng không? Hai màu ban đầu. Đấy, đấy là cái sự khác nhau giữa hai cái này, thì các bạn lưu ý nhá. Rồi hôm nay thì chúng ta dừng ở đây, các bạn làm bài tập, học bài và xem video đầy đủ nhá. Chào và tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại trong các video sau.